kết bạn lâu rồi mà chị không kết bạn, buồn quá chị. Oh well. Sorry nhá, có gì chị kết bạn em. Em chào chị Cộng sản Hải Phòng. Hello anh Thọ. Chào em, chị cũng chào em nhé. Và chúc tất cả các anh chị em, cô dì, chú, bác, toàn thể mọi người luôn luôn khỏe mạnh, chịu có thể dục thể thao, đầu tư sức khỏe. Bây giờ cái giàu nhất của con người là sức khỏe mọi người. Cuối cuộc đời rồi ăn thì cũng chỉ được mấy bát cơm thôi, đúng không? Ai cũng thế thôi, nằm thì cũng 2 mét, cái giường mấy mét thôi. Nhưng mà cái giàu có nhất của mỗi con người là sức khỏe. Mình không có sức khỏe không làm được cái gì hết mà khổ lắm. Cho nên là bây giờ cứ chịu khó thể dục thể thao. Người ta nói là thể dục là một cái liều thuốc không mất tiền. Mình làm cái này mình làm cái này mà đến tối cứ cần mình phải chừa ra 1 tiếng đồng hồ để mình thể dục. Thể dục thể thao là để bảo vệ sức khỏe của mình. Sức khỏe của mình là để làm gì? Mình thương những người xung quanh mình, cho nên mình phải lo cho bản thân mình trước, lo cho sức khỏe của mình đó. Tự lo cho mình rồi làm đẹp á, con người á, làm đẹp rồi ăn mặc gọn gàng chỉnh tề là tôn trọng những cái người xung quanh mình, tôn trọng bạn bè mình, tôn trọng những người xung quanh mình, đúng không? Bây giờ mọi người có thấy rằng khi mà mình quen thế mấy một người, người ta, mình không phải là khinh người ta, nhưng mà tại vì người ta có thể làm được, tại sao người ta không làm, đúng không? Ăn mặc cho nó chỉnh tề gọn gàng lên, đầu óc cho nó gì, làm đẹp là tôn trọng những người xung quanh mình, tôn trọng gia đình mình, tôn trọng những người đứng cạnh mình. Bây giờ mình thơm tho ấy, người ta bên cạnh người ta ngồi thấy thơm dễ chịu quá, thích nói chuyện lâu lâu tí. Nhưng mà thấy thối bỏ bỏ cha được, đứng cạnh ấy, thối hoác lên, bẩn thỉu, đầu tóc dựng ngược lên, quần áo bị lôi thôi lếch thách. Cái đấy là gì? Là không có cái sự tôn trọng người khác. Bạn bè không biết tôn trọng bạn bè, không biết tôn trọng người khác. Mình không phải làm đẹp, đâu có cần phải đẹp mà vẽ cho nó thật là gì lên, xong rồi ăn mặc cho nó sexy lên. Cái đó là tự là đẹp đâu. Cái đó mình theo mình thấy không phải đẹp, miễn sao đầu óc gọn gàng, đúng không? Quần áo chỉnh tề, không có nhố nhăng quá. Đi đâu thì giống như là cái chỗ nào thì mình phải ăn mặc thích hợp với cái chỗ đó. Mình không thể mặc váy đi leo núi được, đúng không? Không thể mặc áo dạ hội để đi ra mua cá được. Cái đó là vô lý, vô duyên, đúng không? Hay là mặc áo dạ hội xong đi giày cao gót xong rồi đi chạy bộ được, đúng không? Những cái ăn mặc nó phải đúng cái trường hợp, hay là đúng cái môi trường, cái trường hợp. Mình đi đâu, đi nhảy, là ăn mặc kiểu đi nhảy, kiểu gì cũng được. Hay là đi đi leo núi, mình phải mặc cái kiểu leo núi. Nhiều bà rồi thôi, các bạn đi cái đôi giày cao ấy, xong đánh móng chân nhỏ này, đỏ hết rồi. Xong bắt đầu đi cái đôi giày cao này, nó xòe 5 cái đầu ngón tay ra, nó ngón chân ra này. Xong rồi mặc quần áo như đi dạ hội, xong rồi đi ra ngoài mua cá. Ăn mặc rất là đẹp, váy vông các thứ rất là đẹp. Xong rồi cái chân thì xòe ra này. Mình không phải khinh, nhưng mà nói chung là đó là một cái kiến thức. Đó. Đi ăn mặc cho nó chỉnh tề, cho nó nhìn nó dễ dễ nhìn một tí, để cho người khác, người ta nhìn vào người ta đỡ cười mình. Nói chung là vậy, đúng không? Nhiều khi có nhiều người ăn mặc diện diện rồi ăn mặc không phải lối, đi đi
đi chẳng hạn như mình đi chơi, đi du lịch cái này gì mình ăn mặc cho nó gọn gàng đi, những cái đôi giày cho nó dễ chịu. Có nhiều bà đi đi leo núi đi mang cái đôi giày cao này, mình chả hiểu tại sao. Em đi làm đêm ở trên núi không có sóng, em tải ngoại tuyến nghe chị nói cả đêm, mấy ông làm cùng khoái giờ cũng nghiện chị nói như em rồi. Vậy đó. Trời ơi, chị nói thì đâu thấy hay đâu, nói thì đâu có như người ta, như mấy cái người mà cái gì nhở, người ta chúng nó lên trên này chúng nó kiếm tiền là YouTube á. Trời ơi, chúng nó cái giọng nó nói cả ngày không có sao hết, mình nói một lúc là cái giọng mình nó khàn rồi. Mà những cái đứa đấy nó nói ngày nói đêm, như mấy cái đứa ở bên cuồng Trump rồi chống cộng á, ôi giời ơi, nói ngày nói đêm chúng nó không thấy mệt gì cả. Mình đi rảnh rảnh đi buồn buồn lên đây ngồi nói chuyện, mới đâu rồi không nên thì nên để vào cái nick này á, để cho mọi người biết mình vẫn sống. Bệnh tật ở bên này mình cũng chẳng muốn xem nữa, kệ cha nó, muốn lên đâu nó đến. Giờ mình cũng chẳng làm việc gì, miễn sao à người ta bảo mình làm cái gì mình làm đúng theo luật pháp thì thôi. Rồi có cái mình nghe tin tức thế này nữa, ví dụ nhà bị cách ly á, là đi thử thử xong rồi có bị bệnh rồi á, mà bị cách ly á, mà không ở nhà, mà cảnh sát hay là cái gì người ta gọi phone đến mà không có ở nhà, là nó đến nó phạt á. Không, tại vì nó bắt mình cách ly là mình phải ở nhà, mình ở nhà mình không được bước ra ngoài cửa, không được đi đâu hết. Tại vì khi mà mình đi thử ấy, thì mình đâu đã biết mình bị bệnh gì đâu. Đó, chưa có kết quả nữa. Mà khi đã có kết quả rồi thì càng không được bước ra ngoài cửa nữa. Gọi là nó cách ly cái kiểu đấy. Ở Việt Nam thì nó bắt có Việt Nam là khoanh vùng đúng không? Bây giờ ở đây nhiều người bị lắm rồi ơi. Bây giờ làm sao, cứ mong cho mỗi ngày nó giảm giảm đi chứ cứ cái đà này chắc chết à mọi người. Giờ kinh tế mỗi ngày mỗi xuống, mọi người thử nghĩ xem, đúng ở bên này á, khi mà bị như thế này á, người ta cho tiền không? Cho tiền những cái người á, mà mỗi một một nhà đơn giản như nhà mình đây, ví dụ như ông xã mình không được đi làm nữa thì lãnh cái tiền đi làm. Rồi có đứa con mình nó ở nhà, nó nằm ở nhà, thì ông nói mấy cái đứa kia nó đang đi học, nó lại lĩnh tiền của chính phủ nữa, là một tháng là không biết bao nhiêu ngàn. Mà cái đất nước này bao nhiêu người, mọi người thử nghĩ xem, của lúi cũng hết chứ đừng có nói gì. Đang cứ cái đà này mà không mở nhanh lên kinh tế là cũng chết. Cứ cái tình hình cứ phát tiền này rồi cũng chết, cứ ăn này làm sao mà có mà ăn. Bây giờ bên này đang đang cạn tiền rồi, phải đi vay rồi, cho nên nhìn thấy đi ra ngoài mà mình vừa mới đi ra ngoài mà mình thấy nó buồn quá rồi, vắng tanh vắng ngắt, người nào bây giờ cũng bịt hết mồm lại rồi. Gọi là con bé tí nó nói là trùm mền đó, người bên này là trùm mền đấy. À, chúng nó không tin là hôm qua này còn có cái vụ biểu tình nữa ở bên này nữa đấy, sống đâu có biết được chuyện gì xảy ra đâu. Nên nhiều người bây giờ ở bên Mỹ chính trị nó tùm lum lên, nó đánh nhau loạn xì bằng ngầu lên. Nên mọi người thử nghĩ tại sao nó ngày xưa ấy, bọn ba que nó không thù Trung Quốc đi. Bọn ba que nó đâu có, ngày xưa nó ăn ăn đồ Trung Quốc như chó, sao không thấy đứa nào nói hả? Nó chỉ chống hàng Việt Nam thôi. Mình nói rồi, ngày nào mỗi lần mình lên đây mình phải nhắc lại cho chúng nó nghe, không thì chúng nó không nhớ.
Chúng nó chống cái gì? Chúng nó chống cộng cộng sản gì? Nó chỉ chống dân Việt Nam thôi. Còn chúng nó không có chống cái cộng gì hết. Tại vì Trung Quốc nó xuất hàng sang bên này là thằng nào cũng phải đớp hết. Không có thằng nào là không đớp hàng Trung Quốc hết. Thì chúng nó chống cái gì? Chủ yếu mấy chục năm nay là chúng nó chống người Việt Nam, chúng nó chống dân Việt Nam. Nó làm giàu cho Trung Quốc. Xong rồi, đến bây giờ tại sao Mỹ nó lại kêu mọi người thù Trung Quốc? Tại vì nó lại muốn đạp Trung Quốc xuống. Tại vì Trung Quốc bây giờ nó quá mạnh rồi. Xong rồi nó muốn là nó kêu là Việt Nam phải đi cùng với Mỹ. Thì mọi người thử tưởng tượng ra, ví dụ như Việt Nam cũng đi với Mỹ, Mỹ nó làm cho Việt Nam thành một cường quốc như Trung Quốc bây giờ, xong nó lại làm những cái trò đấy với Việt Nam cũng như thế thôi. Tại vì khi mà nó cho mình lên rồi, nó không thể để cho mình vượt qua mặt nó được. Thấy không? Đặt địa vị là Việt Nam cũng cũng thành như một cường quốc như Trung Quốc, nó lại xơi mình. Nó là đàn anh mà, nó là tướng mà, nó không cho ai qua mặt. Bắt đầu nó làm đủ trò, nào là đổ cho mình làm cái này, đổ cho Trung Quốc làm cái kia, cũng như ngày xưa Việt Nam á, nó muốn vào mang bom vào vào miền Bắc nó thả, nó không có cái lý do gì để tự nhiên nó bê bom vào miền miền Bắc nó thả cả. Bây giờ nó không muốn cho miền Bắc viện trợ cho miền Nam, nhưng mà nó không có cái lý do gì để nó bê bom vào, nó bỏ xuống miền Bắc cả. Cho nên nó phải kiếm ra một cái cách, nó bảo nó tự là nó bắn vào tàu của nó, giống như là xong rồi nó đổ cho là người miền Bắc đã là tấn công tàu của nó, thế là nó phẹt, nó mang bom vào nó thả xuống miền Bắc. Trên trên những cái chiến tranh Việt Nam á, nó nói đó, cái năm đấy là bắt đầu một cái tàu chiến hạm của Mỹ đi gần đến vùng miền Bắc, xong rồi nó tự tự giả là một cái trận là bị tấn công, xong rồi nó rêu rao lên với thế giới là miền Bắc nó tấn công tàu của chúng ta. Thế là bắt đầu nó lấy cái cớ đấy, hôm nay cái cớ đấy để nó mang bom vào, nó thả xuống miền Bắc đó các bạn. Cho nên là bây giờ Trung Quốc cũng thế thôi, bây giờ nó muốn hại Trung Quốc, nó muốn hạ Trung Quốc xuống thì nó phải kiếm cách ra này, nó bêu xấu cho Trung Quốc, Trung Quốc làm đồ thế này, làm đồ thế nọ, làm đồ thế trai, rồi làm giả, rồi làm này làm kia. Ủa thế Mỹ Mỹ không kiểm tra, Mỹ cứ thế à, khi mà nó nhập hàng Trung Quốc vào Mỹ thì Trung Quốc cứ nhắm mắt nhắm mũi vào để cho Trung Quốc nó vào à? Những cái dàn kiểm tra, những cái bọn tình báo, rồi những cái nhà xét nghiệm chạy đâu hết à, chết hết à hả? Trung Quốc nó mình nó cứ thế nó đi thẳng vào, xong rồi nó bán đồ lên trên đấy à, thế cái bọn kiểm tra đâu, kiểm nghiệm đâu, chết hết rồi à? Tại vì bây giờ Trung Quốc nó quá mạnh đi, cho nên tìm cớ để nó hạ Trung Quốc xuống, rồi nó kiếm cách nó làm cho cả cái thế giới này phải về phe của nó để nó đánh Trung Quốc. Thế bây giờ chúng ta thử nghĩ lại, nếu chúng ta cũng là một cái nước được thế giới này nó cộng tác nó làm ăn, xong lại như một Trung Quốc thứ hai, nó lại đánh Việt Nam thôi, nó lại kiếm cách, nó kiếm cớ nào là cái gì bây giờ nó nói Trung Quốc là gì, có gián điệp rồi này kia các thứ, nước nào mà không có gián điệp đó. Rồi khi người ta đốt cái tài liệu thì bảo người ta đốt, Mỹ có đốt không đó. Trước khi mà Mỹ rời khỏi Việt Nam á, tiền nó cũng đốt chứ đừng nói tài liệu, cái mẹ gì mà nó không đốt. Rồi những cái chỗ nào nó không dùng nó phá đi, những cái tài liệu của nó không đốt đấy, cứ đốt là ăn cắp à? Tại sao mình để cho người ta ăn cắp, sao mình giỏi như thế? Xong rồi bảo cái gì Trung Quốc nó ăn cắp cái gì đó, ăn cắp cái gì trí tuệ. Ngày xưa nói cái công ty 5G của
của Trung Quốc á, là ăn cắp trí tuệ. Nó bảo mày đã có 5G đâu mà mày nói tao ăn cắp. Trung Quốc, Mỹ không sản xuất, không có 5G mà không có 5G à? Mà lại nói là Trung Quốc ăn cắp trí tuệ. Thế là im. Xong kiếm cách ở bắt người này bắt người kia bỏ ăn cắp rồi tình báo cái này cái nọ ăn kia, cái đó chỉ là kiếm cớ thôi. Tại vì nếu mà 5G mà dùng lên cả thế giới này ấy, thì rất là nhiều tiền, Trung Quốc nó càng mạnh nữa, cho nên nó phải kiếm cớ để nó ghim xuống, đúng không? Nó không cho. Rồi á, cái gì cấm cái mạng TikTok. Bây giờ mọi người nghĩ đi, an ninh mạng, người ta Trung Quốc nó tự làm ra mạng để nó dùng, nó không cho dùng 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 Google, thì nói là độc tài, không cho dùng mạng của Mỹ á, thì nó nói là ôi độc tài, những cái nước kia độc tài. Thế nhưng mà bây giờ lại không cho dùng mạng của Trung Quốc thì là độc gì, mà độc quyền không. Mỹ không cho người Mỹ, không kêu gọi thế giới là tẩy chay mạng của Trung Quốc. Thế là gì hả? Mình không độc độc tài nhưng mà độc quyền, đúng không? Nó không cho, nó kêu là Trung Quốc độc tài, không cho dùng Facebook rồi không cho dùng cái gì của nó thì nó bảo độc tài. Thế bây giờ những cái TikTok rất là nhiều người Tây dùng, nó không cho dùng thì là độc gì? Độc quyền. Sự kiện Vịnh Bắc Bộ. Việt Nam có một ca mà mọi người cũng hoang mang, như ở nước ngoài chẳng làm ăn gì được, cũng vất vả. Thế đó, mọi người nên nhớ rằng á, Việt Nam mà bị như bên này á, mất nước như chơi. Ha? Mất nước như chơi mà không biết mất vào tay thằng nào. Bây giờ Việt Nam mà bị bệnh nhiều quá, kinh tế không có, bây giờ thằng nào có tiền á, tao cho mày vay đây, tao cho mày vay tiền đây, mày cứ no đi rồi này kia các thứ, thì Việt Nam mà không không chặn được dịch á thì mất nước như chơi. Nên nhớ như thế, không biết vào tay của thằng nào, thằng Trung Quốc hay là thằng Mỹ đó. Nó bây giờ nó muốn là Việt Nam đồng minh với nó để đánh Trung Quốc nữa. Việt Nam đánh Trung Quốc để được cái gì? Hàng xóm ngay ở bên cạnh đấy, Mỹ có đánh thắng nổi được Trung Quốc không? Rồi Trung Quốc nó cứ lù lù ở bên đấy, kinh tế của mình không có Trung Quốc cũng chết. Tại vì Trung Quốc nó ăn cơm, Việt Nam cũng ăn cơm. Ok, Trung Quốc nó ăn cái gì, Việt Nam ăn cái đó. Cho nên cái kinh tế của mình với lại Trung Quốc nó giống nhau, nó phải phụ thuộc vào nhau. Chứ còn mình không ăn bánh mì nhiều như ở bên Tây này, không có ăn thịt nhiều, không có ăn bánh mì nhiều, mình ăn nhiều gạo, nhiều rau, đúng không? Những cái đồ chuyển sang Trung Quốc rất là nhanh, rau quả hay là bán gì sang Trung Quốc, thì cái người dân Trung Quốc mà người dân Việt Nam nó giống nhau, ăn uống rồi này kia các thứ, cái sự cái phong tục tập quán hầu như giống nhau hết, chả có khác cái gì. Cúng thì cũng cúng, Tết thì cũng thế, bánh chưng thì cũng ăn bánh chưng, đúng không? Gạo cũng ăn gạo, gà cũng ăn gà kho, rồi nấu canh rồi cái gì, exactly the same. Trung Quốc với Việt Nam là giống nhau, cho nên làm sao mà xa nhau được. Đánh Trung Quốc thì mình được hưởng cái gì? Mình mong nó đứng đánh mình là được, là may lắm rồi. Cho nên đừng có tưởng là đến cái bọn ở Mỹ này đã thoát được Trung Quốc chưa. Có ăn đồ Trung Quốc không? Đi ra ngoài kia ăn một nồi phở thôi, trong cái nồi phở nó có những cái gì, toàn đồ Trung Quốc không à. Đừng có mà sĩ diện, chúng nó đâu có chống Trung Quốc đâu mọi người. Việt Nam khôn lắm chị, cứ mặc kệ thôi, ngồi xem các chú khẻ nhau thôi, không tham gia. Chính xác,
là mình đã nói từ xưa đến nay rồi, Việt Nam là phải thế. Bây giờ mình chơi với hai người bạn, bây giờ mình thử hỏi các bạn xử như thế nào. Bây giờ mình có hai người anh chị em ruột đi, ghét nhau, đánh nhau, đúng không? Không chơi với nhau. Bây giờ mình làm gì? Mình ở giữa mình làm gì? Cái tốt nhất là mình vẫn quan hệ với người này, vẫn quan hệ với người kia. Nếu khuyên bảo không được thì thôi, mình ngồi đấy là mình vẫn chơi với người này, vẫn chơi với người kia. Thì cái câu chuyện ấy nó sẽ không có bè, không có phái, thì chỉ có hai cái người ấy uống nhau thôi. Còn mình thì ở giữa mình chơi với cả hai người. Đó, hai hai người bạn thân cũng cũng vậy thôi. Bây giờ cả một đám chơi với nhau, bây giờ mình mà về phe bên nào thì bên kia người ta sẽ ghét mình chẳng hạn vậy. Đơn giản vậy thôi, cái đấy nó cũng như các bạn cứ ngồi nhìn mà xem, cứ thấy chính trị mấy cái nước này nước kia giống như trẻ con, giống như chơi với nhau nhá, giống như trẻ con. Thằng này dỗi thằng này trả thù thằng kia, thằng này dỗi thì cắt rồi không buôn bán với thằng kia nữa, xong rồi thế nọ thế trai đó. Rồi cái bọn ba que xỏ lá, các bạn nghĩ là tại sao nó chống Việt Nam? Nó không chống, nó không làm được cái gì hết, nó chỉ tự lừa đảo chúng nó thôi. Chúng nó cái nhóm ba que đấy nó lừa nhau thôi chứ nó không làm được gì Việt Nam hết, nên nhớ vậy. Nó không có bây giờ một nhóm nó muốn nó chính trị để nó quyên góp. Ở Hồng Kông cũng vậy, bây giờ chửi nhau tán loạn tùm lum lên rồi. Nó chỉ là cái nó có một cái quỹ quyên góp của thế giới, mà những cái bọn chuyên về chính trị đấy nó sẽ bơm tiền vào cho cái đám này phải làm như thế này, rồi nó lại sang nước khác lại bơm tiền cho cái nước đấy, lại làm loạn cái nước đấy lên. Nó có một cái nhóm chính trị, cái chính cái bọn đấy nó biết, những cái thằng mà đã ôm bom á. Bây giờ nói thằng nào có tật thì thằng ấy giật mình nhá. Bây giờ ôm bom về về Việt Nam, bây giờ mọi người hãy đặt địa về mình có tự nhiên mình đi về Việt Nam mà trong khi đó mình đã sợ cộng sản vãi linh hồn, mình chạy sang đây để mình có cái cuộc sống mình muốn. Là nói cái bọn ba que đó, tại sao nó chạy? Vì nó sợ cộng sản, vì nó quá tội lỗi, nó gây nhiều tội lỗi với cộng sản, với người dân, cho nên nó sợ nó chạy. Rồi nó nghe là ô cộng sản rất là độc ác, rồi rút móng chân móng tay, đại khái nó tuyên truyền như vậy, thì nó sợ nó chạy chạy sang đây. Rồi tại sao nó phải chạy? Nó sợ nó mới chạy, mà giờ nó chạy về để làm gì? Tự nhiên nó ôm bom, nó phải có một cái bọn đứng đằng sau nó, đúng không? Nó phải có cái sự hứa hẹn, phải có một cái thế lực nào đó thì nó mới làm những cái chuyện đấy, những mấy cái ông bà già đấy. Nên bọn này á, mình chứng kiến rồi, chúng nó đi vào tâm lý của mấy cái người ấy hay lắm. Nên mấy cái người mà chống cộng mà này kia các thứ nó làm hay lắm. Nên ai mà không tỉnh á rơi vào cái lưới của nó, đúng không? Chứ còn đối với Việt Nam em xin lỗi các ông các bà chống cộng nhé, trừ khi các ông các bà không bao giờ lột đưa cái passport của các ông các bà lên lãnh sự quán của Việt Nam để xin thị thực về Việt Nam thì người ta không biết các vị thôi. Chứ còn một khi các vị đặt chân về Việt Nam á, Việt Nam người ta biết ba đời nhà các ông các bà rồi nhá, đừng có tưởng. Chứ còn nếu mà nói là làm điệp viên mới là làm nằm vùng ở cái cộng đồng này á, dễ lắm, nó chả có gì khó cả. Bây giờ nói ví dụ như mình thôi, mình muốn vào cái cộng đồng sinh hoạt, chả có đứa nào có quyền gì đuổi mình ra khỏi cái chỗ đấy cả, tại vì cái cộng đồng đấy không phải của chúng nó tự lập lên. Mọi người phải nhớ cái câu này, không phải của chúng nó lập lên mà là tiền thuế của người dân ở bên này, người ta cho vào cái chỗ đó để cho chúng nó lập nên một cái nơi để chơi, để giúp đỡ, để tinh thần với nhau. Cái cộng đồng Trung Quốc cũng có, cộng đồng gì cũng có, là cái tiền phân của cái đất Úc này,
Cho nên là bất cứ người nào cũng có quyền đi vào đấy, không có ai có quyền đuổi mình ra hết. Cho nên khi người ta muốn làm gián điệp hay là cái gì quá dễ đi. Mình mà chính phủ Việt Nam mà trả tiền cho mình dư luận viên thì chúng nó chết bố nó rồi. Nên người Việt Nam người ta không làm cái trò đấy. Mình nói nhiều lần rồi. Người ta không thuê người yêu nước. Ok. Đánh Trung Quốc mình mất quyền xuất khẩu lớn về nông sản. Đúng rồi. Không mất quyền đủ các thứ. Bây giờ đánh nhau thì được cái gì? Cái thứ nhất là ví dụ Biển Đông mà đánh nhau đi. Tất cả những tàu bè đi lại qua Biển Đông, người ta xuất nhập hàng hóa các thứ là phải đi qua biển. Đúng không? Bây giờ đánh nhau ở đấy thì ai chết đói trước? Đúng không? Nhưng cái nơi này rất cần rất nhiều thứ ở những nước khác nhập vào đây. Thì biển mà nó mà cái cửa ngõ của thế giới nó mà đánh nhau loạn xì ngầu lên thì ở trong này cũng chết trước. Đói há hốc mồm đó. Công việc làm ăn thì cũng có bao nhiêu tiền để đổ hết vào chiến trường. Như ngày xưa ấy, tại sao người ta phải biểu tình? Thì 85% tiền thuế của người dân là đổ vào trong cái chiến trường Việt Nam, cho nên nó phải biểu tình. Nó là như vậy. Ok đi mọi người nhá, nói thế thôi. Nên đây để điểm danh cho mọi người. Ông mẹ bảo mình bị sao rồi. Ok. Chúc mọi người là luôn luôn khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn, bảo vệ sức khỏe, chịu khó thể dục thể thao. Bây giờ mình có ăn nhiều hơn ngày xưa rồi thì bây giờ phải thể dục, không thì ăn nhiều là bị bệnh cao huyết, máu cao, mỡ cao, rồi đủ các thứ cao. Cho nên là ăn uống là mình cũng phải suy nghĩ, rồi thể dục thể thao để cho cuộc sự, cho cái cơ thể mình nó khỏe mạnh. Làm được đến đâu đến đấy đúng không? Mình không biết được là sau này sẽ có cái chuyện gì xảy ra, nhưng mà cái gì mình làm được thì mình cứ cố gắng mình làm thôi. Chào chị yêu, chào cả nhà mình nhé. Em đi có việc rồi. Hẹn gặp lại. Ok, chị cũng nói xong rồi. Ok, cảm ơn tất cả mọi người nha. Chúc mọi người bình an. Bye bye.